Hello, xin chào 500 anh em. Vậy là sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Xuân Tân Sửu 2021, chúng ta lại quay trở lại với guồng quay của công việc và cuộc sống thường nhật. Bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá chiếc xe Toyota Land Cruiser thế hệ mới, một trong những chiếc xe được ví như là ông vua địa hình cát sa mạc, rất được ưa chuộng tại thị trường Trung Đông và Bắc Phi. Phiên bản này có thể sẽ ra mắt vào tháng 4 năm 2021 với rất nhiều điểm nhấn về công nghệ và cả về mặt vận hành. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam và mình là Chí Trần. Vùng đất Trung Đông ngoài nổi tiếng với trữ lượng dầu mỏ thuộc dạng lớn nhất trên thế giới mà còn nổi tiếng với những cồn cát sa mạc trải dài tới đường chân trời. Mới vài chục năm trước đây, người dân bản địa mới chỉ biết tới lạc đà là phương tiện duy nhất. Thì giờ đây, với sự trù phú của tài nguyên dầu mỏ, người dân ở các khu vực Trung Đông, ngoài đam mê sở hữu những xế hộp siêu sang, họ còn không ngừng dỉ tai nhau một chiếc xe có thể chinh phục được hàng ngàn cồn cát và vùng đất cằn cỗi. Đó chính là Toyota Land Cruiser. Tiền thân là một mẫu xe sản xuất dành cho quân đội Nhật Bản với tên gọi là Toyota Jeep BZ, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1951. Đến năm 1954, xe được đổi tên thành Land Cruiser. Trải qua 6 thế hệ phát triển, 70 năm có mặt tại các thị trường, hiện nay Land Cruiser đã cập bến khoảng 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ Latin, Trung Đông, Châu Á và Úc. Tính đến nay đã có hơn 10 triệu chiếc xe Land Cruiser được bán ra trên toàn thế giới. Land Cruiser 2021 như các bạn đang thấy ở bên trên màn hình cũng không có quá nhiều những cái điểm thay đổi ở phần ngoại thất xe. Vẫn là một cái phong cách thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ, chủ yếu nhấn mạnh đến sự linh hoạt và khả năng vận hành ở những cung đường khó. Điểm nhanh những trang bị nằm ở phía bên ngoài ngoại thất xe như là cụm đèn chiếu sáng full LED tự động thích ứng, camera 360 độ xung quanh xe, phía trước và phía sau đều được trang bị 4 con cảm biến. Điểm nổi bật đáng chú ý ở trên chiếc xe Land Cruiser thế hệ mới đó chính là phần chi tiết la răng xe đã được thay đổi cách tạo hình, trông nó đã dã chiến và bụi bặm hơn thay vì kiểu la răng phay xước điệu đà như ở phiên bản cũ. Mặc dù xe vẫn được sử dụng một bộ la răng kích cỡ là 18 inch, tuy nhiên ở trên phiên bản mới, xe được chuyển sang sử dụng bản lốp là 265-65 thay vì lốp 285-60. Điều này giúp cho xe tăng khả năng bám đường tốt hơn so với thế hệ cũ. Bên cạnh đó, để làm hài lòng những người mê phượt và yêu off-road, Toyota đã trang bị thêm cho mẫu xe này một bộ giá nắp phía bên trên nhằm thuận tiện cho việc cõng thêm những hành lý cồng kềnh. Ngoài khối động cơ V8 5.7 lít hút khí tự nhiên cho ra công suất khoảng 381 mã lực và mô men xoắn đạt 544 Newton hiện nay vẫn được sử dụng ở một số thị trường nước ngoài, thì trên phiên bản mới sắp về Việt Nam, Toyota Land Cruiser sẽ có hai tùy chọn động cơ, đó là Hybrid và động cơ diesel 3.3 lít V6 đi cùng với cụm hộp số tự động 10 cấp thay vì 6 cấp như ở phiên bản cũ. Cá nhân tôi cho rằng phiên bản sử dụng động cơ diesel sẽ là mẫu xe chủ lực của Toyota. Lý do là người Việt rất thích sử dụng động cơ dầu. Bên cạnh đó, đối với khối động cơ nhỏ thì các loại thuế phí liên quan tới dung tích xi lanh động cơ sẽ được giảm. Suy ra, giá bán của xe sẽ vô cùng hấp dẫn. Ở trên phiên bản mới, Toyota Land Cruiser vẫn được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian với khóa vi sai trung tâm hạn chế trượt Tosen. Với kích thước tổng thể của xe, Toyota Land Cruiser vẫn giữ nguyên không có những điểm thay đổi so với phiên bản cũ. Bước vào bên trong khoang nội thất xe, các bạn sẽ thấy là điểm thay đổi đầu tiên của mẫu xe này đến từ cụm màn hình trung tâm giải trí đã được nâng cấp lên thành 12,3 inch thay vì 9 inch như phiên bản trước đây. Đi cùng với đó là dàn âm thanh 14 loa JBL mang tới không gian âm nhạc vô cùng đẳng cấp. Vô lăng xe được tích hợp thêm chức năng sấy, cụm đồng hồ Tableau xe được nâng cấp lên thành 7 inch. Ngoài ra, theo thông tin đến từ phía Toyota Việt Nam, xe còn được nâng cấp thêm chức năng hiển thị thông tin bên trên kính lái HUD và phần phanh tay cơ đã được chuyển sang thành dạng điện tử, nâng cấp thêm 3 chế độ lái dành cho xe. Về phần trang bị an toàn, ngoài những công nghệ đã có sẵn ở trên phiên bản cũ, Toyota Land Cruiser thế hệ mới còn được nâng cấp một số công nghệ hiện đại nữa. Nổi bật nhất trong số đó là hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống cảnh báo điểm mù BMS và chức năng chống ồn chủ động. Cá nhân tôi cho rằng với những nâng cấp rất mạnh mẽ ở trên phiên bản mới, đặc biệt với những công nghệ an toàn và tiện ích cho xe, Toyota Land Cruiser 2021 hứa hẹn sẽ đem tới những giá trị lớn hơn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, với một cái khối động cơ diesel có dung tích nhỏ hơn so với phiên bản tiền nhiệm, hy vọng xe sẽ có một cái mức giá bán mềm hơn khi cập bến tại thị trường Việt Nam.
Vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về chiếc xe Toyota Land Cruiser 2021 thế hệ mới sắp về Việt Nam. Các bạn nghĩ sao về chiếc xe này thì hãy để lại comment bình luận ở phần phía bên dưới màn hình nha. Xin được cảm ơn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo.